Chào các bạn, hôm nay trường sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo ra một cái Google Map và xác minh ngay lập tức để cho cái Google Map của bạn đang lên top của Google để bạn có cơ hội để bán hàng. Như chúng ta đã biết thì cái Google Map luôn ưu tiên ở trên cái công cụ tìm kiếm của Google. Vì vậy, cơ hội bạn lên top càng sớm thì cái cơ hội bán hàng của bạn càng nhiều. Hy vọng cái clip này sẽ giúp bạn trong việc kinh doanh tốt hơn. Trước khi bắt đầu thì tôi cũng muốn cho các bạn xem cái thành quả để các bạn làm. Thì như các bạn có thể thấy trên cái thanh search đây thì tôi search chữ công ty quay phim chụp ảnh Hà Nội Studio và kết quả trả cho chúng ta thấy là bên tay trái là có 10 cái kết quả về cái dịch vụ. Thì trên này của tôi thì cũng có tên đây Hà Nội Studio, các web của tôi đều lên. Cái này thì làm SEO thì một phần đây Facebook và cả kênh YouTube. Tất cả cái 10 cái tìm kiếm này thì đó là kết quả của 10 cái tìm kiếm. Nhưng bên tay phải thì các bạn thấy cái bản đồ, đây bản đồ như các bạn thấy bên tay phải, công ty quay phim chụp ảnh Hà Nội Studio, thì riêng cái phần này nó chỉ có một cái kết quả thôi và nó làm chiếm đến 2/3 cái giao diện của màn hình. Còn ở phía dưới các bạn sẽ thấy nó có rất nhiều cái tiện ích. Khi mà chúng ta bấm vào đây thì kết quả nó sẽ tự động, nó sẽ chuyển cho chúng ta đến cái bài viết, và khi mà bấm vào đây thì nó cũng có thể là chuyển cho chúng ta về cái website mà của bạn. Chúng ta trở lại thì trên cái này thì chúng ta có trang web, địa chỉ, lưu số điện thoại trên ứng dụng, trên ứng dụng của điện thoại xem thì nó lại càng tiện ích hơn. Và đây là cái giao diện mà chúng ta sẽ thấy kết quả của bạn không cần phải làm SEO, nó cũng lên top như này rồi. Và tôi đã làm và đã thành công. Đây là kết quả mà tôi muốn chỉ xem chỉ cho các bạn. Đây ví dụ, hiện tại tôi đã làm đến 21 doanh nghiệp và đã xác minh 71%. Lý do là 30% chưa được xác minh bởi vì tôi chưa muốn xác nhận. Ví dụ như cái bánh trung thu này thì họ bắt là phải nhập mã. Tôi chưa muốn nhập mã tại vì hiện tại thời điểm Covid thì bánh trung thu DU đang tạm thời đóng cửa nên là tôi cũng chưa xác nhận. Và cái cửa hàng, ví dụ như cửa hàng chụp ảnh phóng sự này cũng vậy. Cửa hàng này hiện tại đang đóng cửa nên là tôi cũng chưa xác minh, cũng chưa yêu cầu họ xác minh cho tôi. Chứ còn thực ra nếu mà tôi gửi cái xác minh thì cũng sẽ được ngay. Còn những vị trí còn lại thì tôi đã xác minh hết tại vì tất cả những địa điểm này hiện tại đang hoạt động. Đó là nói sơ qua về cái thành tựu mà bạn có thể làm được. Còn để làm được như nào thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm. Đầu tiên là cách để lập ra một cái Google Maps Business cho bạn, thì các bạn vào thêm vào cái phần thêm doanh nghiệp ở đây ạ. Các bạn bấm vào và thêm một doanh nghiệp. Trên cái giao diện này thì bạn sẽ nhập cái tên doanh nghiệp của bạn vào, ví dụ như là cửa hàng nội thất chẳng hạn, cửa hàng nội thất, tôi viết ví dụ như này nhé, về sau các bạn có thể đặt tên gì cũng được. Các bạn thêm vào doanh nghiệp của bạn này, tên doanh nghiệp này, cửa hàng nội thất này, hàng nội thất Đình Trường đi chẳng hạn. Hoặc là thôi bạn cũng không cần cái tên doanh nghiệp, bạn lưu ý đó chính là cái từ khóa của cái bài viết. Vì vậy bạn để rõ hơn thì bạn có thể là tên từ khóa này và tên doanh nghiệp của bạn phía sau. Thì các bạn tùy các bạn đặt cái tên này để các bạn nghiên cứu cái mục kinh doanh. Sau đó các bạn vào mục kinh doanh thì các bạn có thể chọn như là nội thất để cho đúng hạng mục. Đây, cửa hàng nội thất nhà bếp, cửa hàng nội thất, ví dụ như là đây, cửa hàng nội thất. Tiếp theo, bạn có muốn thêm vị trí mà khách hàng có thể ghé qua như cửa hàng hay còn không thì bạn nên là có, tại vì mục đích của chúng ta tạo cái Google Map là cho khách hàng thăm cái địa chỉ của bạn. Nhưng mà đôi khi bạn làm online thì bạn không muốn thì bạn có thể bấm vào không. Ví dụ tôi bấm có. Địa chỉ ở đâu? Thì như của tôi thì là ở Định Công Thượng đi chẳng hạn. Định Công Thượng,
Đây là tôi làm ví dụ nhé, còn các bạn về sau các bạn điền đầy đủ cái số nhà đi, tôi chẳng hạn như tôi số nhà 222 đi. Thành phố của tôi là thành phố ở Hà Nội này. Hà Nội này. Tỉnh tỉnh cũng là Hà Nội. Ví dụ cái mã bưu chính này thì các bạn lên mạng các bạn search là mã bưu chính ở Hà Nội là bao nhiêu, cái tỉnh của các bạn bao nhiêu. Như tôi ở Hà Nội thì là 100.000. Đây là cái mã bưu chính, thì các bạn lên mạng Google các bạn search mã bưu chính tỉnh của các bạn. Bạn có giao hàng hoặc cung cấp tại riêng cơ quan hay không thì có đi, tùy bạn nhé, bạn cũng có thể chọn không. Thêm vị trí phục vụ, tìm phục vụ là tôi chỉ phục vụ ở Hà Nội không thôi thì tôi sẽ bỏ qua, nhưng mà chẳng hạn như tôi phục vụ ở Hưng Yên nữa chẳng hạn. Hưng Yên thì tôi thêm Hưng Yên vào. Tiếp theo đây các bạn điền số điện thoại của các bạn vào, như là ví dụ điện thoại của tôi hay điện thoại của bạn. Các bạn có thể là bỏ qua số 0 ở đầu cũng được, vì số này các bạn đây là cái của Việt Nam có đầu cộng 84 rồi, thì các bạn có thể điền số bất kỳ số gì đó. Ví dụ nhập trang, các bạn thêm cái trang web của bạn vào, http chẳng hạn, 2 chấm. Các bạn có thể là copy paste vào cũng được. Nếu như các bạn có web sẵn, Hà Nội studio o.com.vn ví dụ như này, hoặc các bạn cũng có thể tạo cái web miễn phí ở trên cái bản đồ này, họ có cho chúng ta một cái tạo một cái web miễn phí, nhưng cái giao diện nó cũng không được đẹp lắm, tùy các bạn. Tiếp theo những cái này thì các bạn có thể đơn giản để làm. Tiếp theo bạn đã được xác minh. Đây phần tiếp theo. Các bạn cứ ấn các bước tiếp theo và cứ chọn giờ. Chấp nhận tin nhắn tiếp theo đấy ạ. Đây các bạn có thể phần mô tả. Tôi A, B, C ví dụ như vậy. Tiếp theo đây các bạn có thể thêm ảnh vào, hoặc các bạn có thể bỏ qua. Các bạn có thể thêm ảnh bắt đầu ngay bây giờ, chúng ta bỏ qua đây, nhưng mà tiếp tục. Đây các bạn đã thấy. Bây giờ chúng ta tìm đến cái phần xác minh. Xác minh hồ sơ của bạn. Có thể cái này nó cho tôi xác minh luôn rồi cũng lên, tại vì cái tôi là local guide cấp 9 nên là nhiều khi tôi đăng cái là được xác minh ngay lập tức. Cái này của tôi đã được xác minh ngay lập tức, tại vì tôi chắc là họ đã xác minh cho tôi vì cái độ uy tín của tôi. Còn nếu trong trường hợp các bạn làm đến cái bước vừa rồi thì nó sẽ bắt các bạn yêu cầu các bạn là phải xác minh. Thì có mấy cách để các bạn xác minh. Thì thứ nhất thì các bạn gửi thư để xác minh và đợi 15 ngày, nhưng mà cái trường hợp này thì ít xảy ra. Cái trường hợp thứ hai thì các bạn đây các bạn vào cái phần Google doanh nghiệp của tôi, các bạn tìm đến cho tôi cái mục phần hỗ trợ, thì ở các bạn kéo xuống cuối cùng thì có phần liên hệ với chúng tôi. Thì ở đây thì các bạn sẽ gửi cái bạn chọn cái yêu cầu bạn điền những cái thông tin vào đây, xác nhận những cái thông tin mà các bạn tìm. Và cuối cùng là các bạn tùy chọn cái phần cuối cùng, các bạn bấm vào tùy chọn liên hệ thì các bạn có thể để lại cái số điện thoại cho cái bên chăm sóc khách hàng của Business Google.
họ sẽ gọi điện lại cho các bạn để xác minh. Trước khi mà họ gọi lại xác minh thì bạn nên chuẩn bị sẵn ba cái bức ảnh bạn chụp bằng điện thoại di động của bạn, có bật cái định vị trí, bật cái định vị và 4G lên để cho cái điện thoại nó tự động cập nhật cái vị trí chụp ảnh của bạn. Và ba bức ảnh đó chính là một cái bức đầu tiên là bức về ngoại cảnh của cái cửa hàng của bạn. Thì cái bức ảnh này có cả địa chỉ, số điện thoại, có cái biển của cửa hàng bên ngoài của bên bạn. Và bức ảnh thứ hai là bức ảnh ở trong cửa hàng của bạn để họ biết là bạn đang làm về cái gì, đang bán cái gì. Và cái bức ảnh thứ ba đó là giấy phép kinh doanh của bạn nếu như bạn có. Đây là ba cái bức ảnh bạn nên chuẩn bị. Đấy là hai cách để các bạn xác minh ngay lập tức. Còn cách cuối cùng thì tôi sẽ hướng dẫn bạn bằng cái điện xác minh trên điện thoại. Bạn hãy vào cái ứng dụng Map. Ở dưới cùng của màn hình bạn có vào cái chữ có dấu cộng, có chữ đóng góp, bạn bấm vào. Sau khi bấm vào thì bạn sẽ kéo lên và các bạn sẽ nhìn thấy cái dòng chữ là giúp mọi người biết những thay đổi tại các địa điểm gần bạn. Thì để sử dụng được cái ứng dụng này thì bạn phải là local guide của Google Maps và bạn đã ở cái vị trí này, dùng cái wifi ở địa chỉ này và bật cái định vị trong cái điện thoại. Cái định vị các bạn có thể nhìn thấy là các bạn bật cái chữ vị trí đây ạ, cái dòng vị trí, và các bạn sử dụng cái wifi để định vị là bạn đã chứng minh là bạn đã ở cái vị trí này, thì Google Maps sẽ cho bạn được quyền xác minh cái vị trí này. Và bạn bấm vào thì bạn sẽ thấy tôi đã ở rất nhiều cái vị trí. Đây là những vị trí mà tôi đã từng ở đây và tôi sẽ được quyền xác thực nó là cái địa điểm này có đúng hay không. Và để đăng ký được cái xác thực được cái vị trí này thì bạn phải trở thành local guide cấp 6, cấp 7 trở lên. Hiện tại thì tôi đang là guide, local guide cấp 9. Vì vậy, khi mà tôi đến những địa điểm này, tôi sẽ được quyền xác thực là cái địa điểm mà người đăng này đã đăng lên là có đúng không. Nếu mà không đúng thì tôi sẽ bấm là không và cái địa chỉ này sẽ bị xóa vĩnh viễn. Còn như nếu là đúng thì là sẽ được đăng ký